Chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và tôi là Kiều Anh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong clip hôm nay. Vâng, hôm nay trong clip này thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn về công dụng của viên tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều trị cũng như là ngăn ngừa các bệnh về đường tiêu hóa. trong những clip trước thì Kiều Anh đã giới thiệu tới quý vị về công dụng của tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều trị cũng như là phòng ngừa một số căn bệnh như là tim mạch, huyết áp cao hay là ung thư à, và thậm chí là tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc còn có thể là hỗ trợ điều trị 170 vấn đề liên quan với sức khỏe. Và trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới quý vị kỹ hơn về công dụng của viên tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc Trong Song Won trong việc là hỗ trợ điều trị cũng như là ngăn ngừa các căn bệnh về đường tiêu hóa. Có đến 40% người trong số chúng ta mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa và nguyên nhân tác động chủ yếu thì là từ bên ngoài do cách chúng ta ăn uống hay là sinh hoạt không lành mạnh. Và nếu như quý vị chỉ không chú ý một chút đến chế độ ăn uống thôi là sẽ có nguy cơ mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa như là trào ngược dạ dày thực quản, sỏi túi mật, bệnh celiac, bệnh Crohn, viêm loét đại tràng hay hội chứng ruột kích thích và thậm chí là nguy cơ mắc bệnh trĩ. Nếu như chúng ta chỉ chú ý về chế độ ăn thôi là chưa đủ, quý vị còn cần phải sử dụng những sản phẩm thuốc hoặc các loại thực phẩm để hỗ trợ tăng cường sức đề kháng của đường ruột, chẳng hạn như là viên tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc, chon songwon cũng là một trong những sản phẩm hỗ trợ tốt trong các vấn đề về đường ruột. Nếu như bạn đang thắc mắc vì sao tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc lại có công dụng như vậy, thì đó là vì tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc được chiết xuất 100% từ lá cây thông đỏ. Tuy nhiên thì không phải là lựa chọn tùy tiện cây thông để thực hiện việc chiết xuất tinh dầu, mà phải lựa chọn các cây thông có tuổi thọ cao chở lên từ 1 cho đến là 200 năm và để đảm bảo chúng đã có trong mình hàm lượng dinh dưỡng cao. Sau đó thì thông qua các quy trình chế biến nghiêm ngặt của nhà sản xuất thì mới cho ra được một viên tinh dầu thông đỏ đạt được chất lượng tốt nhất. Tinh dầu thông đỏ thì còn có tính axit chống lại vi trùng và phòng bệnh. Chính vì vậy mà nhiều người thì lựa chọn tinh dầu thông đỏ để hỗ trợ điều trị các bệnh về đường ruột cũng như là tăng cường sức đề kháng của đường ruột. À, nếu như chúng ta sử dụng quá nhiều thuốc tây thuốc kháng sinh thì sẽ mang lại rất nhiều tác dụng phụ và ảnh hưởng đến cơ thể không đáng có đối với những người mắc các vấn đề về đường ruột như kiều oanh vừa kể trên thì khi sử dụng tinh dầu kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh sẽ nhanh chóng dứt điểm với các vấn đề như là việc tiêu hóa kém hay là đau dạ dày ngoài ra trong tuần đầu tiên sử dụng thì các bạn sẽ cảm thấy là sức khỏe của mình tốt hơn cũng như là sức đề kháng của chúng ta tốt hơn không chỉ cải thiện một vấn đề mà nếu như các bạn đang gặp thêm những vấn đề khác về sức khỏe thì tinh dầu cũng sẽ hỗ trợ điều trị. Và theo nghiên cứu, tác dụng của tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc là ức chế sự phát triển của nhiều loài vi sinh vật gây bệnh như là trực khuẩn, lao, lỵ thương hàn hay là tụ cầu. Chính vì vậy mà tại sao tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc Trương Sông Quân lại được coi như là thần dược trong việc hỗ trợ các vấn đề về đường tiêu hóa? Ngoài ra thì nếu như quý vị còn đang thắc mắc là không biết mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc trong Sông Won ở đâu để có thể là đảm bảo sử dụng yên tâm cũng như là an toàn nhất thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích về viên tinh dầu thông đỏ hàn quốc kiều anh xin chào và hẹn gặp lại